tập hợp bằng nhau. Ví dụ nè, A phần tử 1, 2, 3, B phần tử 1, 2, 3, 4. A là gì của B? Là con. Con của B. Vậy nói nôm na, mọi phần tử của A đều thuộc vào B. B có phải là con của A không? Có. Bởi vì mọi phần tử của B đều thuộc A. Vậy cho thấy hai tập hợp này bằng nhau. Hai tập hợp bằng nhau là gì? Là mọi phần tử của thằng này bằng cái đó. Bằng phần tử của này. Hay nói nôm na, mọi phần tử của này thuộc thằng này và mọi phần tử của thằng này thuộc thằng này. Hay nói nôm na, hai thằng giống nhau đi chàng. Được chưa? Có. Ví dụ tiếp theo, coi chừng bị gài nha. C bằng 2N, D với N thuộc vào N, D là 0, 2, 4, 6, 8... Bắt đầu, C với D có phải là tập hợp bằng nhau hay không? Không. Lý do? Hai cái đó khác. Khác ông nội tao chứ khác. Khác mà. Khác không? Khác. Khác đâu mà khác. 2N là số gì? Số nguyên. Số gì? Số chẵn. Cái số nào mà nhân với 2 đều là số. Số chẵn. Còn tại nè, N thuộc vào gì? N. N đúng không? Vậy cho đại số đi. Không. Thế vô ra nhiều. Không. Tiếp cho 1 vô. 2. 3 vô. 6. 4 vô. 8. 5 vô. 12. 10. 6 vô. Vậy có phải là 0, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 gì không? Có. Có phải số chặt giống này y chang này không? Có. Vậy là C và D bằng nhau. Vậy sao ghi khác? Dạ, ghi khác. Người ta thích, người ta ghi vậy để cho bạn tư duy toán học thôi. Hiểu không? Giờ đó.